Làm game thì cái ấn tượng ban đầu của con game nó rất là quan trọng, và mình nhớ ra là mình ít khi nào review theo kiểu đó, cho nên hôm nay mình sẽ review con The God Time này và nhảy vào mình chơi luôn, chứ mình không có như những con game trước là mình phải chơi đó nửa tiếng một tiếng rồi mình mới tổng hợp ý kiến rồi mình làm clip. Con này mình nhảy vào mình chơi luôn, thì cùng lắm là mình chỉ mới xem hình ảnh sơ sơ của con game này và xem một số clip của nó ở đây, cho nên là mình cũng có một cái đánh giá là con game này chất lượng không phải là tệ, cho nên là làm clip kiểu này ổn ấy. Và mình nhớ là bạn Thái Hòa đã từng xem một con khác, nhờ con nón lá hay con gì đấy, bởi vì cái style này nó cũng giống giống con đấy, mình đã đoán thế. Thì cho dù là gì nữa thì chúng ta sẽ vào chơi nó, thì mình cũng đã tải rồi, đây là bạn ấy tải free ở đây. Anh em lưu ý là game anh em mà thương mại thì anh em xóa cái folder này đi nhé. Đây này, do not ship này. Anh em mình đây mà sẵn mình nhắc cho anh em nhé. Do not ship nhé, xóa đi, xóa nhanh lập tức đi, để đến đối với game indie thì chưa phải nghiêm trọng lắm. Nhưng mà nếu anh em làm lâu dài thì xóa cái đó đi. Đấy. Rồi, âm thanh con này cũng ổn, nếu có dính bản quyền mình cũng kệ nhé. Option. Option ở đây là có đa ngôn ngữ này. Mình thấy đa ngôn ngữ tính năng rất là khó. Đấy, bạn nào mà team nào làm được đa ngôn ngữ thì team đấy là cũng trình độ cũng là khá là ổn rồi đấy. Còn về cái setting âm thanh này thì mình nghĩ là làm được thì rất là ok. Nhưng mà thật sự là đối với game chỉ có hai kênh âm thanh này á, thì các bạn cũng không cần thiết phải có tới một cái main volume đâu. Main volume nó xuất hiện khi mà các bạn có quá nhiều kênh âm thanh thì các bạn cần cái main volume, còn chỉ có hai cái thì làm được thì tốt, ra cũng không cần bỏ công là. Đấy. Credit game art Demon à Vũ Hà. Vũ Hà. Ok. Thế thì game này là do không phải một người làm mà do một đội làm. Đồ họa do ba bạn làm. Âm thanh thì do cái gì đó không biết, SDF gì đấy, hiệu ứng đây, bài gì đấy, đại khái là cũng do một đội làm chứ không phải một người làm. Nhưng mà coder chính mình đoán là Vũ Hòa, Hòa Vũ gì đấy, Hòa Vũ. Ok, Fistang, à team Fistang đây 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 đây, cái logo này mình thấy cũng quen lắm này, mình từng gửi game cho mình một lần rồi. Ok, chúng ta vào game nhé. New game này, à, có 4 slot sau game luôn. Cái đội này làm game cũng ổn rồi đấy. Nhân vật là giống nhân vật trong nón lá, chửi lộn ấy, chửi lộn ấy, chửi mày đấy. Rồi cái gì đấy, cái gì đấy, sao mà banh xác rồi. À đù ninja cầm súng à, đùa nhau à. Ninja cầm súng vãi đồi. Di chuyển này, ờ, các bạn hướng dẫn như vậy lộn anh em ạ. Nhảy vãi đồi, cầm súng, ninja cầm súng, control hô à. À ok, leo tường leo tường. À anh em có cũng kinh khủng đấy. Nếu mà cầm súng không xịn. À. À ok. Dash 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 theo nhiều hướng. Ơi được đấy, được đấy. Cốt kinh đấy, bắn. Bắn. Vãi đồi. À. Ôi. Đẹp phết anh em ạ. À. Được đấy. Được đấy, được đấy. Âm thanh hiệu ứng các kiểu. Cả cả camera phóng to nè, để cây được đấy. Nói chung là như mình nói đấy, ấn tượng ban đầu như vậy rất là tuyệt. Ê. Vãi nồi, có một cái mình đang không 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 thoải mái lắm là do mình không thích cái kiểu điều khiển này thôi, đó là kiểu mà có kiểu mà đi nhân vật ta không quay theo chuột. À. Đây nhá, mình góp ý thôi nhá, nếu như mình làm ấy thì khi mà chuột đang bên này này đấy, khi what the hell, à từ từ, hình như cái màn chơi này nó chỉ đơn giản là giết enemy thôi. Đây này, giết tụi ba enemy là thành công này, xong rồi được tăng máu này, máu một là rớt này, như là chọn. À, càng ngày càng phức tạp hơn. Được đấy, được đấy. Cái muốn nói đây là gì? Là nếu như mình làm thì mình sẽ cho nhân vật luôn 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 quay về hướng luôn luôn quay về hướng chuột. Và nếu như mình đang quay hướng này mà mình bấm đi bên phải thì là nhân vật đi lùi. Nếu mình làm game mình sẽ làm như thế, bởi vì đối với mình cái kiểu này hơi khó đánh anh em ạ. Khó đánh lắm. Mình là như đây này, mình đang muốn đánh bên phải này thì mình phải bấm bên trái một cái nữa. Đại khái là đấy, đang đi là phải bấm bấm đấy, hai thao tác luôn rồi. Chạy không, chạy chết cả nhá. Bây giờ mình nhá, mình đang đứng đây,
Đấy, mà mình muốn đánh sang bên phải thì mình phải bấm bên phải mình đánh được, dù mình đang di chuyển. Muốn đánh sang bên trái thì mình phải bấm bên này, bấm 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 trái chuột một cái, bấm bấm bên trái cái. Nó cũng hơi khó. Đối với mình là hơi khó điều khiển. Không phải nồi bắn súng. Là cái cách của con game này là cái thể loại chơi con game này là gì? Ôi trời, chết rồi. Là giết càng nhiều quái để qua dòng. What the hell? Tại sao thua thế giờ? Để phải giết được nhiều quái nhất có thể mà không bị chết. Con quái đầu tiên là dễ nè. Nói chung là con game này có một cái á, là khi mà quái chết cảm giác nó sướng bởi vì sự nổ nè. Chỉ là mấy cái này nó chưa có thật sự gọi là nhìn nó thật thôi. Nó phải những cái này nó phải xoay xoay hay cái gì đó nữa thì nó mới ổn. Còn như vậy thì chưa thật lắm. Làm cho những cái này nó có cảm giác nó đang lăn như mặt đất ấy thì sẽ ổn. Đấy. À, con này thì kiểu là chắc đang lấy cảm hứng từ PC Survival. À, PC Survival xong rồi mỗi lần qua màn lại được chọn một kỹ năng nào đó. À, có mèo hỗ trợ tấn công này. Ấy được ấy. Được ấy, con game này được ấy. Anh em nên thử con game này nhá. Được ấy. Kiểu giống như PC Survival, mỗi lần lên level được chọn kỹ năng ấy. Được ấy. Thảo nào là cho bắn súng. Bắn súng tới mới hợp. Chắc là đội làm game muốn tận dụng lại đồ họa của con nón lá, cho nên là mới dùng cái kiểu ninja cầm gọi là gì nhỉ? Ninja cầm súng, bây giờ cầm cái shotgun luôn. Vãi nồi. Được. Ổn ấy. Ý tưởng ổn. Thật ra ninja cầm súng chả sao cả. Quan trọng là vui là được. Ôi rồi, đây. Lost enemy. Này là phóng phi tiêu. Cái này là không biết là cái gì đâu. Để xem mình trụ được bao lâu. Nó đứng đây bắn hay ổn anh em ạ. Cái gì vậy? Bullet thrower. Ôi kinh đấy. Ai? Đạn. Đạn va chạm à. Đạn bay. Ôi giời, boss nữa hả? Boss nữa. 2D platform survival kiểu này anh em ạ. Ôi. Nhưng mà số lượng quái có vẻ là ít. Kiểu này là quái phải nhiều một chút. Cái này là gì đây? Enemy mini boss. À, như là mỗi mình chọn cái gì là nó sẽ xuất hiện thêm một cái gì đấy. Ơi, bắt đầu càng khó rồi đấy. Ban đầu có thể dễ, sau đấy khó rồi đấy. Xem có gì mới đâu. Hồi sinh. Có vẻ cần ấy. Con game này có vẻ là cũng khá thú vị đấy anh em ạ. Đó là content kiểu này là sẽ chơi được lâu. Nó không phải là chơi một tí là hết. Kiểu đi về một hướng xong rồi chém tới nè. Đây. Có bóng. Được đấy. Mình bị sao thế? Hình như là mình bị kẹt lại rồi. Bị một cái gì đó làm cho mình kẹt lại rồi. Bất à. Chắc là do mình chết xong rồi bị bất ấy anh em ạ. Bắn kiểu này cũng được đấy. Đúng rồi, bị bất rồi. Khả năng bị bất rồi. Nhưng mà bắn kiểu này thì quái nó cũng không có tới gần được. Có con boss thì nó trị mình được. Bây giờ bắn tới 270 mấy con. Xem có cái gì không. AK. Được. Lấy cả AK luôn. Kiểu như nâng cấp súng lên. Đúng rồi đấy. Nâng cấp lên là cấp 1 là súng lục. Cấp 2 là shotgun. Súng 3 là súng chủ liên. Đúng rồi, hợp lý rồi đấy. Mỗi tội thì bất rồi. Ổn quá anh em ạ. Thì bất rồi. Thôi không sao. Con này nó bắt không đi được. Cứ cố trụ xem, đứng một chỗ xem trụ được bao lâu.
Ở thằng đệ của mình nó có bắn súng không nhỉ? Thằng đệ cái bóng của mình ấy. Chắc là không. Rồi. 230 mấy rồi. Mình phải di chuyển được thì ngon. Mình đang có một cái hồi sinh nữa. Cái gì đấy? Sao có con bùa thiện ra nữa? Lại có bùa thiện ra nữa. Nãy là 3-4 loại quái mới xuất hiện đấy. Quái xuất hiện không kịp ngáp luôn. Đây là anh nghĩ như vậy là đang bị mất cân bằng game anh em ạ. Đang bị mất cân bằng game, tức là chúng ta quá mạnh. Một phần là do ít quái quá. Anh thấy thế. Ít quái quá cho nên là quái phải ra nhiều lên, mà ra từng con thế này thì làm sao mà chọi lại với siêu nhân nón lá được. Đấy, đứng đứng một chỗ mà không chết là nó hơi bị mất cân bằng rồi. Ok, để tiếp xem trụ được bao lâu. Anh nghĩ cái việc mà cho boss ra rất là hay đấy, mà tại sao boss không ra nữa nhỉ? Cái tình thế này mà boss ra thì mình chết chắc rồi. Nãy có thấy mấy quả mới có mấy con boss đúng không? Hay là bây giờ mình mạnh quá rồi, bắn nhanh hơn này, này thêm máu này. Anh nghĩ là anh phải làm sao cho anh chết nhanh hơn. Đây này, enemy, đây đây đây, mình chọn cái này là mình chọn cái nào đó là quái nó cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy. Ôi, chầm 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 chầm. Mình anh đang không biết là vẫn bị lắc, vẫn bị lắc, chưa chưa thoát được, nên là đứng im bắn thôi, hy vọng là đánh cha phải chuột đến trận chiến cũng 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 mất không được. Boss chết à? Boss chết rồi, tội con boss. Đây là một cái là đứng đứng gần đây là quái nó không hiện ra bên trái được. Đấy, một lượng quái khá chết rồi. Quái đã yếu, quái đã ít rồi mà bị rớt chết nữa, uổng quá. Súng quá mạnh luôn. Con nào hiện ra chết, đây phải 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 mười mấy 20 con ra. Nói chung là có thể là game này coi vậy cũng khó cân bằng lắm đấy. Bây giờ anh em phải hiểu là con PC Survival mà cân bằng được rất là ổn. Rồi ok. Lại thêm cái revive nữa. Quất luôn. Quất revive luôn xem mình có đứng một chỗ phá đảo tới cuối game hay không. 700 mấy à. Đây là level mấy đấy à, không không hiện level nhỉ. Được rồi. Thật ra cũng không cần hiện level lắm, không tin đấy là biết cũng tốt, không biết cũng không sao. Cái hiện 720 là được rồi. Đấy, đạn bay thế này thì ai đỡ được. Bùa thiện ra bùa cũng đi luôn. À boss có vẻ như nó hiện một lúc thôi, không hiện được còn mãi. Boss hiện một chút là hết. Anh nghĩ con này mà cho boss hiện ra luôn. Boss hiện ra luôn có khi mình là không trụ nổi anh em ạ. Thật ra là con game này có một cái tính năng là rất 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 bình máu. Thì anh nghĩ vẫn ổn. Con này nên làm nhiều tầng cho nhảy lên nhảy xuống nữa. Chứ còn cái này thì là có một tầng thôi. Có một cái mặt đất này thôi thì cũng không không ấy lắm. Làm bởi là 2D platform mà thể loại này là phải cho leo 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 lên leo xuống các kiểu ấy. Mắc HP đi thì kẹt hay là mình bị lỗi gì nhỉ, để xem nào. Mình không bị lỗi gì đâu, bình thường mà. Bắt game anh em ạ, bắt game không bị được. Khả năng là do lúc mà mình chết ấy là game đang hiểu là mình bị chết ấy, xong rồi khi mình hồi sinh lại thì bất xảy ra, cho nên là chúng ta đang ở trong trạng thái chết. Nó thật chất là chúng ta vẫn sống được, kiểu thay ma. Tính ra cái này cũng ổn. Đứng đây thì là sao? Là bên trái nó sẽ giảm bớt một lượng lượng quái bên trái rồi, còn quái bên phải rồi. Hồi máu à. Hồi máu luôn. Đấy thì quá bá đạo rồi. 900 rồi. Con này có max level không ta? Để mình xem max level như thế nào. Nhưng mà đánh
80 con, 70 con nữa à? Để xem như thế nào nhé. Mình đi lại cũng là từ đồng đầu thôi, nên là để xem là có 900 con, 900 con xong sẽ gì xảy ra nhé. 900 con rồi mà tiếp nữa thì thật ra với content này mà bây giờ game over thì nó hơi ngắn. Đấy, phải nhiều nữa. Quan trọng là phải xây cái level design làm sao cho nhiều tầng. Còn này một tầng thì khó đánh lắm. Xây Levi nhiều tầng xong rồi cho quái nhiều vào. Đấy. Rồi dí nhau từ tầng này sang tầng khác. Một số quái thì là bay dí theo mình. Một số quái thì nhảy dí theo mình. Một số quái thì teleport theo mình. Đấy, kiểu như thế. Hoặc là một số quái thì châm ke. Kiểu kiểu đấy. Thì cái map nó sẽ rộng mà nó là map rộng lên. Đấy. Nhiều tầng lên nhảy tha hồ. Rượt đuổi với vui. Còn ba con đủ 900 rồi. Đây. Lại cái hồi sinh nữa, hai cái hồi sinh luôn. Quá bá đạo rồi. 90 con nữa à. Anh nghĩ là con game này chắc là chỉ có như thế thôi anh em ạ. Là đi tiếp là sẽ quái ra nhiều, nhưng mà cảm giác như là quái qua từng level nó không có mạnh lên á, nó vẫn bị một hit chết này, vẫn bị một hit chết liền này. Chắc là phải cho quái thêm nhiều nhiều máu một chút thì mới khó, còn như vậy thì đang mất cân bằng ở phía người chơi quá mạnh. Đấy. Nói chung là ấn tượng ban đầu con game rất là tốt, quan trọng là con game cần phải đầu tư nhiều hơn về các khoản cân bằng và làm cho level design nó mạnh hơn. Và giao diện thì hiện tại có thể là chưa cần đẹp, nhưng mà khi mà hoàn thiện rồi mà muốn thương mại con này á thì phải làm thêm giao diện, chứ giao diện này trộn. Ok thế nhá, thế là trải nghiệm sơ sơ vậy thôi. Chúc team thành công nhá, con game này rất có tiềm năng đấy. Ok, chào mọi người.